Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Anh. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến với một khu du lịch nghỉ dưỡng khá là hấp dẫn ở ngay thành phố Bến Tre. Nơi đây chỉ cách thành phố Bến Tre tầm 2-3 km và giao thông thì rất thuận tiện cho các bạn đi về xe máy nè, về cả ô tô nữa. Mặc dù mới mở gần đây thôi, nhưng mà nơi đây đã lọt vào top 10, một trong số những homestay tốt nhất ở Bến Tre thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Và xin giới thiệu với tất cả các bạn, đó chính là Ring Homestay. Các bạn biết không, nơi đây thì có rất nhiều là dịch vụ dành cho các bạn, từ việc nghỉ dưỡng nè, cho tới ẩm thực, ăn uống và cả cà phê nữa. Đặc biệt vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần thì nơi đây sẽ có là một đêm nhạc acoustic dành cho các bạn mà yêu thích âm nhạc. Đến với nơi đây nè, các bạn sẽ được tận hưởng một không gian rất là thoải mái, xanh mát, phong cảnh rất là hữu tình. Và đặc biệt ngoài ra thì những phòng nghỉ giờ ở đây thì rất là sang trọng nè, lịch sự và thoải mái. Ngoài ra còn có những món ăn rất là đậm chất miền Tây, có thể cho các bạn thưởng thức tròn vẹn nhất những cái hương vị mà miền Tây, đặc trưng miền Tây của chúng ta. Rồi sau đó các bạn có thể chụp hình nè, cà phê với một cái không gian rất là nên thơ, đó là cặp sát với sông của chúng ta nữa. Nên là các bạn hãy thử một lần đến với Rings Homestay để tận hưởng tất cả những cái điều mà thú vị nơi này, để xóa bỏ hết những cái áp lực nè, căng thẳng trong công việc của chúng ta sau một tuần làm việc. Như các bạn muốn hòa mình với cỏ cây, cho vơi phiền muộn đắng cay cuộc đời, Ring Homestay rất tuyệt vời, thiên nhiên hòa quyện đất trời miền Tây. Nào, bây giờ mời các bạn cùng theo chân Hoàng Anh, chúng ta cùng khám phá Ring Homestay nhé.
sau khi tham quan một vòng homestay các bạn cảm thấy như thế nào? Rất là tuyệt vời đúng không nè? Vậy thì á, Hoàng Anh mời các bạn hãy dành một ít thời gian vào ngày cuối tuần của mình để về với Bến Tre, về với Ring Homestay để tận hưởng những cái không khí mát mẻ, vui vẻ và thoải mái thư giãn cuối tuần nhé. Về đây các bạn hãy tìm đến Ring Homestay với địa chỉ là ấp 3, xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre nhé các bạn. Số điện thoại hotline là 076 66 66 449. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.